trợ, tìm tài trợ. Cái này thì thực ra là gần đây, mới ngày hôm qua thôi, trên báo Người đưa tin, thực ra này cũng đưa luôn, mình quảng bá miễn phí cho báo Người đưa tin ấy, là báo này có đưa một bài là bằng chứng miễn chip đi 25 nước với 25.000 đô. Và mọi người có thể đọc là cái bằng chứng của mọi người đó là một cái bài viết, chip viết từ năm 2010, từ khi bắt đầu chuyến đi. Và khi đó mình đã nói là đây là một kế hoạch, mình đã viết lên blog của mình, thế lúc đấy mình đã bắt đầu có khái niệm là mình muốn đi xa như thế. Mình muốn đi là mình kể luôn với bạn bè là mình cũng viết luôn ở đấy là mình có viết viết là mình muốn đi vòng quanh thế giới, và bạn mình nó cười rất lớn. Thì nó bảo mình bao giờ đi, nó bảo là bây giờ đang đi đây, thì nó bảo nó cười. Thì cái lý do mình cũng nói đây là những nguyên lý do mình không có thể đi được ấy, là một trong những lý do rất lớn, đó là lý do tài chính, tại vì mình không hề có tiền lúc đó. Và mình cũng nói là số tiền của mình lúc đấy là mình nghĩ là đến Ấn Độ sẽ hết tiền thôi. Và mình thế là mình có ghi là mình ban đầu thì mình còn kêu gọi tài trợ, mình bảo là nếu mà có công ty nào có hứng thú tài trợ thì liên hệ mình. Sau đó có một công ty liên hệ mình, nhưng mà sau khi đọc cái hợp đồng thì thực ra mình rất là ngây thơ, mình không nghĩ là tài trợ thì là tài trợ xong, nhưng mình không ngờ là tài trợ thì mình sẽ yêu cầu những cái này mình phải đi như thế này, phải báo cáo trong thế này thế kia. Và sau đó mình đã từ chối mà mình đi không có tài trợ. Thì nhưng mà và khi mà có một người hỏi mình thế mà em sẽ tính cái chuyến đi này em bao nhiêu tiền, thì mình đã ghi. Thế em nghĩ là hồi đấy mình mới bắt đầu đi, mình không hề có khái niệm, cũng như rất nhiều người đấy, khi mà mình chưa đi mình không hề có khái niệm nó sẽ tới hết bao nhiêu tiền. Thế mình nói là em nghĩ là sẽ khoảng 25.000 đô, và báo Người đưa tin đã dùng cái này làm chứng cứ để mình vực động mình đi 25.000 đô. Và thực sự mình thấy một suy luận rất là giỏi.